Thiên thượng, phần đạo, đọc đạo sung. Nhi dụng chi hoặc bất ganh, uyên hề, tự vạn vật chi tôn, dịch. Đạo phát ra, bản thể hư không, mà tác dụng vô cùng. Nó có cái phong cách của chủ tể vạn vật, tỏa kỳ nhẹ, giải kỳ phân, đồng kỳ trần, chạm hề, tự hoặc tồn, dịch. Giữ sự tinh nghệ, gỡ được những rối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tục, tựa hề, như tự trường tồn. Ngô bất tri, thùy chi tử, thượng đế chi tiên, dịch. Ta không biết đạo có ai, hình như nó có trước thượng đế. Hiểu, đạo bản thể hư không, nhưng tác dụng thì to lớn vô cùng. Đạo với phong thái chủ tể của vạn vật, nó có thể làm được tất cả những điều kỳ diệu. Đạo quá huyền diệu, ngay bản thân lão tử cũng không biết rõ nguồn gốc của đạo. Đạo Đức Kinh, chương 7. Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng trường, hạ cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh, dịch. Trời đất trường cửu, sở dĩ trường cửu vì trời đất không sống riêng cho mình, vì thế mới trường cửu. Thị dĩ thánh nhân hậu kỳ thân, nhi thân tiên ngoại kỳ thân, nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư giả, cố năng hành kỳ tư, dịch. Do đó thánh nhân đặt thân mình ở sau, nhưng thân lại được ở trước. Đặt thân ra ngoài thì thân mới tồn tại. Như thế rõ là không tự tư, nhưng lại thành được việc riêng của mình. Hiểu, lão tử khuyên chúng ta sống theo hai nguyên tắc khiêm và nhu. Khiêm tốn đặt thân mình phía sau, hậu kỳ thân sẽ được sự kính trọng của người khác, thân tiên. Sống nhu không tranh với ai, giúp đỡ mọi người, sân sẽ được an lành và ích lợi nhiều, thân tồn. Không tư lợi nhưng lại đạt được việc có lợi. Đạo Đức Kinh, chương 8. Đọc. Thượng thiện nhật thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, sử chúng nhân chi sở, cố cơ ư đạo, dịch. Bậc đức cao thì mềm như nước, nước làm lợi cho vạn vật, nhưng nó không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét chỗ thấp, cho nên gần với đạo. Cư thiện địa, tâm thiện nguyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tính, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời, hù ghi bất tranh, cố vô mưu, dịch. Bậc đức cao khéo lựa chỗ khiêm nhường, lòng khéo giữ thâm trầm. Đối với người thì dùng lòng nhân, nói khéo giữ lời, trị dân giỏi là việc hiệu quả. Hành động hợp thời cơ, không tranh với ai sẽ không bị lầm lỗi. Hiểu, bậc đức cao xử sự mềm như nước, nhu tìm tới chỗ thấp để ở, khiêm. Nước chảy xuống thành sông, rạch thấm vào đất, lại nuôi vạn vật, bốc lên thành mưa, tắm tưới khắp nơi. Nó tự sinh, tự hóa và sinh hóa cho mọi loài. Nước không tương tranh, chỉ ở chỗ mọi người chê. Gặp vật cản, nó chỉ mềm dẻo tránh đi, tới nơi nào cũng đến được. Đạo Đức Kinh, chương 9. Trì nhi danh chi, bất như kỳ dĩ, sủy nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo, dịch. Chậu cây đầy hoài, sao bằng thôi đi, mài cho bén nhọn thì chẳng bén lâu. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ, phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cửu, công thành thân thoái, thiên chi đạo, dịch. Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi, giàu sang kiêu ngạo, rước họa vào thân, công thành rồi thân nên lui, đó mới là đạo trời. Hiểu, theo lão tử, đây là túi khôn của nhân gian, cũng là đạo trời. Khi chúng ta đã đầy đủ danh phận và vật chất thì cũng là lúc nên thoái lui, mới giữ được sự an lành, công thành thân thoái, nên là kim chỉ nam cuộc đời. Đạo Đức Kinh, chương 10.
tải danh phách bảo nhất, năng vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ, địch trừ nguyền lãm, năng vô tỳ hồ, dịch, cho hồn phách thuần nhất, không rời đạo được không? Tập khí trí nhu thuận, mềm mại như đứa trẻ được không? Gột rửa tâm linh để nó không còn chút bợn được không? Ái quốc trị dân, năng vô vi hồ, thiên môn khai hạp, năng vi thư hồ, minh bạch tứ đạt, năng vô tri hồ, dịch, yêu dân trị nước bằng cách vô vi được không? Cảm quan thiên môn khai mở, giữ được sự hư tỉnh không? Hiểu rõ bốn phương không dùng trí lực được không? Hiểu, phải luyện tập cho tâm hồn và trí não thuần nhất, xa rời tạp niệm, làm chủ bản thân. Thương dân trị nước theo đúng phép vô vi, giữ lòng hư tỉnh, biết rõ muôn điều. Đạo Đức Kinh chương 11. Tam thập phúc cộng nhất công, đương kỳ vô vũ sa chi dụng. Dịch: 30 tái hoa cùng quy một bầu, chính nhờ khoảng trống trong cái bầu xe mới dùng được. Duyên thực dĩ vi khí, đương kỳ vô vũ khí chi dụng. Nhồi đất sét làm chén bát, chính nhờ khoảng trống ở trong chén bát mới dùng được. Tạo hộ vũ dĩ vi thất, đương kỳ vô hữu thất chi dụng. Dịch: đục cửa đi và cửa sổ để làm nhà, chính vì nhờ cái khoảng trống trong đó nhà mới dùng được. Cố hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Cứ nghĩ cái có làm lợi cho ta, nhưng thực ra cái không mới làm cho cái có được hữu dụng. Hiểu, Lão Tử cho thấy sự vi diệu giữa không và có. Không có cái không thì cái có sao hữu dụng. Đạo Đức Kinh chương 12. Ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhĩ lung, ngũ vị linh nhân khẩu sản. Dịch: ngũ sắc làm cho con người mờ mắt, ngũ âm làm cho người ta ù tai, ngũ vị làm cho tê lưỡi. Triều sinh điền liệt, linh nhân phát cuồng, nan đất chi hóa, linh nhân hành phương. Dịch: cỡ ngựa săn bắn làm người ta mê loạn, vàng bạc châu báu khiến con người làm điều đồi bại. Thị dĩ thánh nhân, vị phúc bất vị mục, cố khứ bị thủ thử. Dịch: cho nên thánh nhân cần no bụng, không cần no mắt, chọn cái này tốt chất phát mà bỏ cái kia xa xỉ đa dục. Hiểu, những thói hư tật xấu thường dẫn con người ta vào vòng mê liếng, vì thế bậc minh trí phải nhận biết và tránh xa.